Tới tính tới chưa? Đứng ba bốn giờ hai em à. Đặt đưa mà đi tay ra tới điện lại luôn đó. Gì đó hả? Dạ. Ổng đó hả? Đó. Ông thay thấy nó lạ không? Rồi rồi, cô Bảy đâu rồi? Cô Bảy đi xe lớn gì á. Ủa có xe lớn nữa sao? Xe bảy chỗ hả? Bảy chỗ. Ủa sung sướng ta. Dạ. Yeah. Chở chứ phải đi đi xe bà đi xe mình chở chứ bà không đi bộ với mình được đó. Cái xe đó xe ai đâu hả? Xe đó. À tới chưa? Tới chưa? Không nào. Dạ. Chạy vô cối ra. Rồi. Cối rồi. Rồi. Năm nay. Khỏe ra, vui vẻ ha. À, cái tôi với đoàn của chúng tôi giờ này đã đến Vinh Sơn Trung và mọi người cùng nhau chờ để chúng ta vào làm lễ. Thì những gương mặt này cũng không xa lạ, năm ngoái cũng có đã có đi, hôm nay cũng tiếp tục đi tiếp. Chúng đoàn qua đây cho chúng đoàn. Hả? Đi bà đi bên rõ thanh bệnh kia vậy? Chúng gỡ coi mình coi ai lớn tuổi nhất là bầu làm trưởng đoàn nha. Thấy ông này chứ lớn tuổi nhất nè. Hả? Anh nào cũng chứ kêu dân là lớn tuổi chứ. Kính mến, hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng, cũng là ngày đoàn xã Phú Thọ đi lên khu Sông Sơn Chính Non. Đến đây là dinh của ông cố, đứng trước dinh của ông cố, mọi người tâm thanh tịnh hướng về nơi chính điện để chúng ta làm lễ. Mời quý vị đồng đọc xá, bà xá, quỳ xuống. Tất cả chúng ta đồng chấp hương chư linh giác thành tâm cầu nguyện. Nam mô Ta Bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ơn chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng, đoàn xã Phú Thọ chúng con lên thiên cẩm sơn viếng mong đến đây nhà điện xin cố cố nhờ ơn các ngài ở nơi này gia hộ cho đoàn chúng con đi đến nơi về đến chốn, về nhà được phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày long qua khai mở. Chúng con đồng có mặt và cầu nguyện ơn trên Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người đồng lại bốn lại kính lễ cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa xong, mọi người đồng đứng lên, tất cả chúng ta đồng xá ba xá chúng giữa nhà bên. Đề nghị bà con cúng dạ mọi người đứng xong, mau chóng rời khỏi dinh để tránh. Nhân dịp xuân về đầu phiên, chúng tôi kính chúc quý vị xuân đón mai vàng trổ khắp nơi, cầu chúc tất cả cứ tươi cười, xin mừng Tết gặp niềm vui mới, thịnh vượng an khang hết mọi người, phúc lộc tăng niên niềm hạnh đức,
trang hòa quyến thuộc bạn bè ơi. Tưng bừng rộn rã mừng xuân tới, nụ cười phơi phới xuân tuyệt vời. Đoàn chúng tôi hiện tại sửa soạn lên đường, chúng đoàn tiến thẳng vào núi Cấm. Nơi đây thì buổi sáng không có đại cơm, nhưng mà đoàn cũng bước ra phía trước để dùng cháo đã xong. Lên đường. Sáu tháng giêng, đoàn xã Phú Thọ đều tổ chức đi viếng núi Cấm. Mọi người đều mong chờ để cùng đi viếng lại cảnh tâm linh huyền bí mà Đức Thầy đã dạy. Lầu đài núi Cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Lời Đức Thầy. An Giang là vùng đất mang trong vẻ đẹp thuần khiết, bình dị của vùng sông nước miền Tây, là sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên hữu tình nên thơ, vừa là sự pha trộn giữa nhiều nền văn hóa dân tộc. Nhắc đến An Giang là nhắc đến sự mộc mạc hùng vĩ, một trong số đó phải kể đến núi Cấm, là một điểm du lịch không thể bỏ qua do bất cứ ai ai muốn tìm hiểu miền bãi núi tâm linh huyền bí. Núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cẩm Sơn là ngọn núi cao nhất và lớn nhất trong vùng Thất Sơn. Chu vi núi Cấm là 28.600 m và độ cao là 705 m. Đoàn đã lên núi và tất cả rất vui với những nụ cười đầy lòng hoan hỷ. Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên. Vẫn phải bị trăm điều chúa chát ngư, thời đau lại muốn chuyện ngọt ngào.
nghĩ cuộc đời mà chán chứa nỗi hao mòn. Xem cảnh thế luôn xót xa niềm chích ma. Đời này như thế, người kia cũng thế, làm sao mà tránh khỏi việc lầm than. Sống tranh đua khi chết cũng xương tàn, cho nên mượn đuốc quê đánh tan mùi tốt lùi. Buồn giới mượn bút tay để tu hành tâm đạo giữa kề tiên ban. Nào nào trần thế có sang, sắp đều đau khổ nghèo nàn hỡi ơi. Thảm trong thế sự ngày nay, lầm điều lao lý quá dài gian nan. Một tay Nam Mô Di Đà Phật. Cây ngọn đuốc từ bi chỉ buồn tìm con lầm giấc lại Phật thường hương thánh hiền giáo đạo. Nam Mô đặng chịu ngõ làm đành tánh giữ sáng tánh đạo. Người mới sanh tánh thiện trời dân, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, nên tập xấu để mà tham mô. Nhà vững đắc hơn đàn hiền vinh. Bây giờ phải mượn kệ kinh dắt dìu trần thế mặc tình nghe không. Kêu thần hay gọi là ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Kính thưa cô bác, đoàn Sở Phú Thọ dừng chân nơi chỗ này thì thế nào ta? Vẫn gì đang quyết hả? Không biết. Trước khi đoàn nghỉ thì có đọc diễn dương lên để nhắc lại lời dàn tiếng ngọc của Đức Thầy. Trước khi đọc giảng viên lên đọc giảng thì mời quý vị cho đọc giảng viên một đạn pháo tay tích lệ tinh thần cho đạo tràng quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Bài gì không biết. Để với quý vị lãnh đạo và khách nghe, tôi xin đọc bài Tự Thắng đoạn đầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Về đâu bốc ngọn lửa thần mà lòng tăng sĩ như dần nát tan. Nghe mình chọn kiếp con quan, quê hương dài đã dầm tràn sơn xuyên.
cần quý. Từ đường hôm sớm uống phiền chờ trong hai em thơ chỉ thơ đồng chỉ đà an phận theo chồng đàn sao từ mang một cánh máu già mùi tiền đã tắm ở nhà lỡ phai xanh xanh ra phần sâu mài một đời một đạo đến ngày chung thân tuy là xa cách cô nhân nơi đời chiêu mến sớm dần cửa không từ đây buộc chặt cõi lòng còn ơn tốt dục để hồng mai sau bể trần sống cũng lao sao sông thuyền bát nhã nước vào một phen quán chi lực kém tài hèn dù đời bác đại ngọn đèn cứ nên soi từ đại các xã đều cho người trị lạc biết điều nghĩa nhân. Nam Mô A Di Đà Phật. La
lắm đều lao ly quá dài dài năm. Một tay ta bước khi hàng ban nước nhà dân đặt nam đàn hiện dân. Bây giờ phải mượn kệ kinh dắt diều chẳng thấy mặt tình nghe không. Kêu bằng hay gọi bằng ông cũng không có mấy ai hồng tôn tin. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Đoàn chúng tôi đã nghỉ đọc giảng xong. Ngâm một đoạn giảng rất hay quý vị. Đọc giảng viên bữa nay cũng đọc hay ạ. Rồi bắt đầu từ từ lên núi. Không biết làm sao mà cô trưởng ban hậu cần tôi từ chúm chím hoài. Mấy đoàn Phú Thọ năm nay đi hơi ít hơn tí nhưng mà khỏe. Tại vì nói chung do dịch Covid đúng rồi. Bà con cô bác mình ở xứ xa ít đi. Đúng rồi. Ít từ năm ngoái. Ít mà khỏe. Năm ngoái là mình ở đây mình chen chân không đó. Dạ. Ít nó khỏe ha. Rồi chào quý vị. Đây là Phú Thọ mình nghe. Đoàn Phú Thọ ở đây. Đây đây là kép kép chánh đây. Mời quý vị tập trung xá ba xá. Quỳ xuống chắp tay đưa lên trán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cự thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi. Cảm ơn chứng minh hôm nay đoàn Phú Tăng của chúng con đến đây là nơi Thiên Cẩm Sơn, là cửa sơn thần. Nhờ ơn các đấng thiên liên ở đây gia hộ cho chúng con đi đến nơi về đến chốn được vạn sự bình an như ý muốn. Cầu ơn trên Đức Phật, Phật Tổ, Phật Thầy giải mê căn nghiệp chướng cho chúng con được tiêu tai tịnh sự, bệnh tật tiêu tan. Khi về nhà phát tâm bồ đề vững chắc, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Cầu ơn trên chư Phật mười phương gia hộ cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, và cầu cho bá tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà. Đừng á, hôm nay
mà sao năm nóng đi sợ như mình thôi. Sợ như mình thôi rồi. Lấy bầu cổ. Này, tôi là lính của Ba Buôn nha. Ghê quá. Vậy là Ba Buôn hôm nay chuyến này lên phải không? Lên rồi, lên rồi, thấy cô Năm rồi. Thấy à. Bị tôi mặc đầu gì thôi, hả thế luôn rồi. Chuyến này năm nay đi quá khỏe luôn. Dạ. Yeah. Quá khỏe. Lý do sao khỏe nó nghe coi. Tại vì lâu lâu đi được một lần dưới núi là quá khỏe. À thì đúng rồi. Thấy năm nay khỏe hơn năm ngoái. Năm nay khỏe hơn hai năm ngoái luôn. Hai năm ngoái luôn. Dạ. À, người ta đang lên đây. Cả lên người xuống mà thấy như khách ít rồi ha. Ừ, vậy con đi con xuống. Đây, nhà tài trợ nước uống của đoàn của chúng tôi. Tên gì vậy chị? Thấm. Thấm hả? Dạ. Rồi, cảm ơn cô Thấm luôn. Đây là dân sự âm thanh. Đây là đại diện đoàn chúng tôi cũng là ban sửa âm thanh. Thiếu ánh sáng. À, lo chúng tôi mà có trục trặc là anh giải quyết hết. Rồi, công nhận nghe con giống thịt mẹ. Dạ. Nguyên bản. Nãy giờ không biết đi có công đức không mà lên đây uống nước chỗ này cho hết trơn. Cho người phát nước hết rồi. Cái này là chia đôi. Chia hết rồi. Chia đôi. Ai khát nước hãy vào đây, có nước mát uống đây. Ăn bánh bò hay vậy? Thắng. Có nước mà thiếu bánh. Có bánh luôn. Có bánh luôn, kìa một bánh kìa. À, không, không nói gì đó. Chưa rồi. Nói gì chưa? Chưa. Chúng nó lên chảnh đi. Tại tại nói vậy nó mới đúng bộ. Em nói. Có nước, có bánh, có nước. Đoàn 500 thì con đoàn 1 triệu đó. Rồi. Tôi là anh bán bánh. Ông lần trước cũng mới thử này vậy ta. Canh mèo à. Đường đi bên kia. Đây là sếp của tôi đây. Chào. Rồi, chào sếp.
Rồi, kép chánh có luôn. Đây. Kép phụ có luôn. Kép vừa vừa có. Ở đây kép ở thành phố ngoài à. Rồi, tới luôn. Giống tới một chút xíu rồi mình chờ người qua. Quá. Từ, xe. Đừng có chạy. Đứng đây, đứng chờ đi. Đây. Đoàn mình hả? Đoàn ai hả? Đoàn mình mặc áo dài luôn đó hả? Ủa chuyện sao? Rồi chào. Đi thẳng là chùa Phật Lớn và quẹo mặt đó là đi vào Tiên Tế và Vua Gia Long. Rồi đoàn chúng tôi sẽ đi về vào Tiên Tế và Vua Gia Long quý ơi. Đây anh Phùng Văn Tấn. Chào anh. Con chứ này là dịch tỉnh là hỏi Tiêu Tùng. Đề. Đây là cái giếng nào quý vị? Đây là cái điện cái giếng của ông vua Gia Long.
Đây là điện đền của vua Gia Long gươm rồi chặt xuống đá có nước. Mời quý vị đứng trước chánh điện, tâm thanh tịnh, hướng về nơi chánh điện, đồng xá ba xá. Có chỗ thì quỳ, không có thì đứng. Đồng chấp hương đưa lên trán, thành tâm cầu nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2020, năm kỷ sử. Đoàn xã Phú Thọ chúng con đến Thiên Cẩm Sơn Phú Non, đến đây là điện của vua Gia Long, nhờ ơn các ngài trên này gia hộ cho đoàn chúng con đi đến nơi về đến chốn, về nhà được phát bồ đề tâm, tinh tấn tu hành cho đến ngày Long Hoa khai mở, chúng con đồng có mặt và cầu nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho bá tánh giảng dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Bảo gì đứng lên, đồng đứng lên, tất cả chúng ta đồng xá thu hương. Quý vị cho dì Bảy một tràng vỗ tay khích lệ tinh thần của dì Bảy. Trân trọng kính mời dì. Kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, mở đầu chương trình Bóng Thanh Thánh Giảng, chúng tôi xin thành lòng nhắc lại sấm thi của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Trong lục tinh ai là người trí mạo thích thời tìm đau dìm sâu khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống coi rồi phải thân mình tự trì, chẳng độ xong Phật khó giấc diều, thả thuyền từ bên giấc nâng nêu, kẻ hiểu đạo việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra tới lại thấy trường năm cũ đó rồi qua năm mới. Ba. Trời sáng ra cây lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay, chữ phù văn phú quý nay mai luôn giới chuyện dời qua đổi lại, khỏi ta bà mấy ai tổ
một tay sống như trăm như tuổi lão bệnh. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, bụi bậc hàng đặng có lo tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cột phong thần tại thế. Sợ những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra cái này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kiếm đáy biển ngắn công. Thấy duyên trần luôn những ước mong, gặp giống tốt hãy mau cày cây. Ai có nói ta là người quay, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vậy thì chúng ta tập trung lại một chút nha, hướng đến diễn đàn đi. Giờ đây thì nói chung là đoàn chúng ta cũng rất là thảnh thơi, không có gì gấp gáp đó, đi núi à. Mà muốn cho cái cuộc đi mình có nhiều cái ý nghĩa trong chuyến đi, thật sự ra đó, chúng ta đó có duyên lành mới được đi núi cấm nha quý vị. Tại vì thiết nghĩ là chúng ta hiện giờ đang ở trên non nè, mà trên vò đây là điện Gia Long. Thì quý vị biết đó là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột đâm non có cát đài. Quý vị cũng nghĩ rằng là hiện giờ chúng ta ở trên cái cát đài đó, mà là mình có phước lắm mới được lên trên này nha. Thì chúng ta lên đây thì chúng ta phải cố gắng nha, thành tâm cầu nguyện, rồi thành tâm là niệm Phật, để rồi chúng ta có cái duyên lành sâu với Phật, với Pháp, với Tăng, để rồi tương lai chúng ta được các chư thần ở trên đây nè gia hộ cho chúng ta. Sau này nếu mà chúng ta được trở lại nơi này á là quý lắm á. Thì giờ đây để có cái dịp mà chúng ta nghe lại những mẫu chuyện bên thầy, hay là những mẫu chuyện nói về đạo đức, thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyệt sẽ thành lòng kể lại những mẫu chuyện mà trong tinh thần đạo đức. Vậy trước khi anh Nguyệt lên diễn đàn, kính mời quý vị cho chàng phóng tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Hôm nay chúng ta đi núi, dưới núi, nhưng mà từ phần cái độc giảng khi đọc hết nổi rồi thì để kể lại câu chuyện này cho quý vị nghe chung. Chúng ta cũng hồi tưởng lại lúc cái thầy Hoằng Đạo, ngoài phần sấm giảng nắm quyển và một quyển cách ăn ở tu thiền một trăm hai trăm bài xuyên xoay nó với mục đích quảng truyền chánh pháp giáo độ nhân dân, ngài còn thuyết hàng mấy trăm lần cho đại chúng nghe, cũng như việc cuộc tiếp xúc và bảo nguyên từng người thì không sao kể xiết. Mỗi mỗi điều những bài thuyết giáo
hoặc dài hoặc ngắn, nhưng rất tiếc là thời gian ấy không ai ghi chép được đầy đủ, chỉ truyền khẩu với nhau những gì còn nghe nhớ mà thôi. Hôm nay trong đạo có sưu tập những mẫu chuyện in thành sách mang tựa đề là Chuyện Bên Thầy. Vậy chư quý đồng đạo cùng tôi ôn lại mẫu chuyện để trợ duyên lẫn nhau trên bước đường cùng tu cùng tiến. Vậy trước hết tôi xin kể mẫu chuyện là Y Theo Tôn Chỉ. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Lời của Đức Thầy. Vào ngày 6 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy với các ông biện đài tức Ngô Thành Bá đi dưới núi Tà Lơn. Một ngọn núi vừa cao vừa rộng nằm ở địa phận Cam Bót, tỉnh Cần Giờ. Trên đường về, hai thầy trò không trở lại lối cũ, nhưng Đức Thầy các ông Bá đi đường rừng. Một con đường hiểm trở rất khó đi, chưa có một người lui tới. Đức Thầy phải ra sức dẹp dọn và lấy cây đánh đổ gai gốc để mà đi. Có lúc phải khòm lưng, có nơi phải bò mọt, lắm lúc phải đi theo đường tượng đi. Khi vượt lên đỉnh, lúc phải xuống triền, hết núi này sang núi nọ. Một lát sau, Đức Thầy dắt ông Bá lên một ngọn núi cao tột đỉnh. Trên đỉnh mặt đá bằng phẳng và có cây cỏ mọc, một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Có nước suối chảy chậm chậm trong như mắt mèo, dưới đáy có cá trắng, mực nước sâu chừng một thước. Đức Thầy mới lội ngang qua. Ông Bá thấy có cây ngã dắt ngang suối, nên ông Bá đi trên thân cây mà qua. Đức Thầy quay lại đầy: sao con lội nước thế Thầy? Ông Bá thưa: bạch Thầy, có cây ngã dắt ngang đi sướng quá, lội lặn dưới nước mình. Đức Thầy nghiêm nghị bảo: hãy Thầy đi đằng nào thì trò đi đằng ấy, cấm trò từ đây không được đi như vậy nữa. Với những lời răn dạy sau đây, ông Bá hội kiến được là Đức Thầy nhận cách gián tiếp, nghĩa là quy thì phải làm đi, nghĩa là Thầy mình phải chịu gian lao cực khổ để giải thoát giống loài, thì đệ tử cũng phải chịu gian lao cực khổ chứ không được tìm nơi sung sướng an nhàn mà học đạo. Sau đây là lời của Bình. Thời xưa lúc Đức Ca thành đạo, Ngài cũng tu học vô lượng pháp môn phi chứng quả Như Lai, thì Đức Thầy tôi biết là Ngài thọ ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì. Và cho đến khi ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước vô cương đồ chúng. Hiện nay Đức Phật cũng đưa lên mục đích giải thoát và giải khổ cho chúng sinh, chứ khai sáng một lối đi cho Phật tử đạt được kết quả. Thì hiện nay Đức Quỳnh của giáo chủ cũng thế, Ngài đã bước đi khai hóa nhân sanh và thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền tâm để nhiều dắt chúng sanh ra khỏi dòng trầm luân quá nghiệp. Chúng ta cũng rất hân hạnh là được Đức Thầy của chúng ta dùng sắc lệnh của hai vị Phật tổ lâm phàm để báo cho ta biết trước đây sắp đến ngày tận diệt và những tai họa hải hùng chỉ đường cho ta hết khổ. Hơn nữa, vị minh sư này từ đường tịnh độ sang đây để chỉ đường cho ta giải thoát, thì có gì cao quý những bất cho bằng điều này Ngài cho biết. Cùng dân lệnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền tất cả Nam Kỳ, hay là bồng lai dài có ngôi Tây Phương cực lạc cùng ngồi tòa sen. Kính thưa chư quý đồng đạo, nếu thật sự chúng ta là người tín đồ Phật giáo hảo thì phải đặt hết niềm tin vào Đức Thầy, thì sau này sẽ được dự hội long qua hưởng đời thánh đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Chỉ có ai đọc giảng không? Đó, 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 dạ. Đó, tao mặc áo dài đen đó. Đó, đó, tao mặc áo dài đen ở đó. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu anh Buôn. Ở trong đoàn của chúng ta sẽ thành lòng ngâm lại một đoạn giảng của Đức Thầy trước khi lên diễn đàn. Trân trọng kính mời quý vị trân trọng cái tay quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tấn đại của người cũng đây. Mau thức tình tu thân cấu trễ đến tội rồi, mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kính trọng Phật. Đến lâm chung quá lành đau mắt cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng qua đến e cho có tranh. Nam tịnh độ là phương cứu canh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông giác trước đưa thân chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đã phước kỳ nên, quyết trao thân tánh hành cho bền. Niềm ơn nghĩa tôn đền giúp cơ nợ, áo sen báo Tây Phương đua nợ. Chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ kiếp thần tâm, được tâm pháp Bồ Đề vững chắc. Nhớ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thân thất tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho nhiễm. Thập tam ma diệt bằng tri kiến, trước sông rồi vô sự thành thơi. Bể hồng trần lao lý dịu dơi, số để mãi trong dòng ngũ trường. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi rồi rồi, trước khi cô Hai lên diễn đàn thì mời quý vị cho cô Hai chàng vỗ tay chúc lại tinh thần của cô Hai. Cô Hai tụi em á, ở đây có ai cô Hai tụi em không? Cô Hai đọc qua cái bài gì tự giới thiệu luôn nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Để nói vô tiếng hay. Xin đọc bài xe lét. Nhìn cuộc thấy bộn bề sóng dày, cửa thuyền muôn còn hỡi qua thêm. Nơi xứ xa tạm giết giới đèn, tỏ tâm sự của người liêu đạo. Sách có chữ âm ân dục bao,
làm người hiếu thảo đôi gương, ấy chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật thích liều quê ngàn dặm. Non tiếc sang du rừng thăm thầm mương, đem thân phàm tầm đau siêu sanh, đến ngày nay còn gắng lấy danh khắp bốn biển dân lành sùng bái. Muôn lập đạo có câu thành bài, sự chung chuyện của khách đi thuyền môn khắp sáu châu, đức tiếng người đồn ta chịu khổ khổ cho ba tanh. Tiếng gọi đời sông mê hải lanh, chạm lợi quyền vào có cạnh tranh, bước gai trong đường đủ soi sành, đành tất gốc lìa quê hương già. Nam mô A Di Đà Phật. Đọc bài tự thánh. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy đâu bút ngọn lửa tăng mà lòng tăng sẽ gây mình cho kiếp ma con quan quê hương dài đã dẫm tràn sơn xuyên tổ đường con một thành nguyên từ đường hôm quyền chờ trong hai em thiệu chi tơ đồng chỉ đàn phần theo chồng đàn xa tờ mười thiền đã tắm mượn nhà lật phái sông xanh ra phần râu mày một đời một đạo đến ngày chung thân tài tay chữ căn khoăn trời ban quà phước một lần cho ta mắt đèn thấy mắt trắng là Phật ma ma Phật mới ra giới tuồng trời ra và tay khiếu luôn sắp chỉ chua ngọt qua buồn lắng vui. Nam mô A Di Đà Phật.
dừng chân lại nơi đây là cái đường tẻ trở về Phật Lớn. Buồn quá không làm gì, chụp mô phim, chụp tấm hình làm kỷ niệm. Rồi cự lên. Rồi đây, đó đây đầy đủ. Rồi chưa? À, đặc biệt đây có số người ở Tây Ninh nữa ta. Sáng giờ tôi thấy như nghe nó có Tây Ninh nữa, tôi còn phỏng vấn người Tây Ninh này coi. Tây Ninh. Ở Tây Ninh hả? Dạ. Cách Tây Ninh bao xa? Dạ khoảng 40 cây. Dạ. À, trước giờ con có đi núi không? Dạ có mà 8 năm mà. Dạ hả? Năm nay mới đi lại. Dạ. Bữa nay đi thấy vui không? Dạ vui. Dạ. Rồi vậy là được rồi. Thôi lớn đường. Con ở Tây Ninh, con ở chỗ đó là chỗ nào vậy con? À, kính thưa quý vị, hiện giờ đoàn của chúng tôi đã đến nơi này là đặc biệt là chỗ này là đồi Bạch Tượng. Mà hồi nào giờ thì chúng tôi cũng chưa phát hiện chỗ này. Mới. Chắc mừng lên trán thành tâm cầu nguyện. Nơi đây cũng có một cái điện, rồi cũng có chỗ cắm nhang. Tất cả đồng đạo chúng ta đồng lễ bái, cùng nguyện. Mẫu gì đồng đứng lên, tất cả chúng ta đồng xã. Mẫu gì lại bốn bài. Xin lễ chỉnh năm mươi chúng ta. Xin lễ chỉnh năm mươi. Năm mươi gì nào? Năm mươi gì nào? Mẫu gì đứng lên, tất cả chúng ta đồng xã ba xã. Đem coi nó mới giống thiệt, thử là nguyên con tử. Ờ đúng rồi. Còn ông coi bên kia hay coi ai sao đích vậy, không chứ ai đục dám làm gì chứ dụ vậy. Ai sao dám đục nổi. Không là cái thiên nhiên không dám đâu. Không dám đâu. Có trời mưa trời lầm người ta gãy ra. Ờ đúng rồi. Gãy ngà đó. Gãy ngà. Cái đó là bãi cục đá đó. Hồi lúc trước đó ở đây nè có cắt cho cốc tôi cũng không cái này để cho để là cái bài dù giờ không ai nói sự cái nè con mấy mấy bảy mấy đó nó hơi giống giống cho thầy nó lùi cũng không giống hùng cũng rồi đó đạn rồi. Ở đây có một ngôi chùa Phật giáo quý vị. Mà chùa này mình ít có giếng lắm. Tại vì nằm không có đúng cái đường mình đi. Không ghé luôn. Ông trưởng đoàn hướng dẫn cho tôi ông như đói bụng rồi thấy chứ không mở mắt hết lên rồi. Bye bye. Chào trưởng trưởng ban hậu cần. Chào ông Năm, hồi sáng giống trốn đâu có tiêu Năm. Bông này một lô bông rất lạ, bông dài. Bông lạ thiệt á. Ông Năm chụp mô hình làm kỷ niệm. Rồi lớn đường. Cái này có hộ không? Có gì chùa không? Dạ mấy chùa không? Đoàn chúng tôi đã dừng chân ở đây tạm dừng tại ngã ba. Đây là đường đi Đồng Thứ Liêm quý vị ơi. Không, đâu có đi ngang luôn mà, mình đi ngang qua luôn. À, đi ngang qua đây mình đến vô đó, mình vô chùa, mình cúng rồi, vô đàng hoàng, mình mới đi xuống lại chùa đây. Ở đó nó có chùa. Đồng Thứ Liêm có cái chùa. Có cái chùa. Ừ. À, cúng rồi xong vô đàng hoàng, mình đi qua đầu chùa đó dựng. Chùa dựng là mình đi đứng lên đó ha. Ờ, chỗ đó mình đi dốc lên. Ủa vậy hả? Chị tên gì? Dung, Mai Dung. Mai Dung hả? Ờ gì sao nghe tên này quen quá hả? Sao không quen?
Đồng Đạo không biết. Mai Dung có công ty hay là cái gì nữa đó mà. Công ty danh ca, công ty nhà máy đó. Nhà máy xây xác đó ha. Nhà máy Mai Dung nghe cái tên rất là quen luôn. Dạ. Dạ. Chở về chùa đông không? Dạ. Hả? Ít thằng đi. Đông. Đi nhiều không? Nói gì? Hello, Phú Thọ. Phú Thọ. Phú Thọ trên diện. Ai biết à? Chắc nó không đi đâu. Giờ dứt đồ hết chưa? Hết chưa? Có rồi. Dạ. Còn một bao nữa, còn sao mấy anh Trúc còn giảm tấn rồi vậy? Tấn hồi trước kìa. Mấy năm nay thì cũng có đi mà như phái đoàn Rạch Giá này không có hợp tác. Bữa nay hợp tác đi năm nay sao thấy tướng cũng giống đi núi quá ha. Quải rồi sách cũng êm quá. Mà Đức Thầy cũng nói nè, làng gần chứ những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng rụt rà với nhau. Thật sự ra mình là dòng họ bà con không à, cũng rụt rà không à, tương yêu nhau như con một cha. Vậy chúng ta đi núi cho vui vẻ ha. Rồi lên đường.
đi qua quẹo ở đây dòm ra giữa cầu có dòm cũng được, xuống chỉ có ai biết chỉ mới được. Tiếng làm đâu ta hả, nghe chân chú cầu dùm xuống hay gì á, ở dưới đó có bàn chân tiên đó. Dừng cái chỗ đó đi, qua đây nha. Tập trung đó là mày phép cái. Đi sớm qua mà bệnh động đụng ra bánh. Đây là bàn chân tiên đâu quý vị ơi. Nút cấm. Bàn chân này ở nút cấm nha. Đây, đó. Bà con chúng ta bữa nay có cây cầu đi quá đẹp. Rồi đây là đồng Thủy Liêm quý vị. Đây là đồng Thủy Liêm nè quý vị. Đây là đá dựng nè quý vị. Đoàn đã tính đá dựng rồi. Đoàn chúng tôi đang nghỉ chân ở đây. Còn có thời gian thì mình đi qua bên đây. Điện kính luôn, mà mình phải qua điện kính. Mà mình phải qua điện kính. Con nói tên gì mà cậu quên rồi? Phương Trinh. Phương Trinh. Tây Ninh. Dân Tây Ninh. Con năm nay nhiêu tuổi? Nhóm tới gần này. Năm nay con 9 tuổi. Năm nay con 9 tuổi hả? Dạ con. Con học giỏi không? Khá. Khá hả? Quá giỏi nha. Gắng cố gắng cũng lại niệm Phật nha con. Rồi, quá giỏi. Phương Trinh. Phương Trinh Tây Ninh. Hướng về nơi chánh điện. Đây là giờ đó dẫn quý vị. Mời quý vị hướng về nơi chánh điện. Đồng xá ba xá. Có chỗ thì quỳ, không có thì đứng. Đồng chấp hương bên lên trán, thành tâm cầu nguyện. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương pháp. Nam mô thập phương tăng. Nam mô Phật tổ Phật thầy. Quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng giêng 2021, đoàn xã Phú Thọ chúng con lên Thiên Cẩm Sơn. Đến đây là vô đó dựng, nhờ ơn các ngài ở nơi này gia hộ cho đoàn chúng con đi đến nơi về đến chốn, về nhà được phát bồ đề tâm, tinh tấn tu hành cho đến ngày long qua khai mở chúng con đồng có mặt, và cầu nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho đoàn chúng con đi khi đi khi về nhà, về nhà được bồ đề tâm
tinh tấn tu hành cho đến ngày lộc qua khai mở, chúng con đồng có mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Về đây bên nhau, ta đón lại ngày vui. Một ngày mà bão xanh linh ghi nhớ mãi thầy thay đạo. Đến chúng sanh trần mê thoát vòng trăm luân sinh tử, mang pháp Phật vô biên khai sáng lòng người tối tăm. Nhờ nơi ân sư không quán công dạy khuyên, được thầy truyền ban cho ta bao giáo lý đầy siêu màu, luôn khắc ghi vào tâm đức thầy hằng khuyên dạy bảo. Theo gót Phật mà đi, cương quyết chọn đời tiến tu. Hôm nay ngày trọng đại trong cõi nhân gian, đức thầy thừa vững Phật tổ đem chánh pháp phổ truyền cho ta. Ồ, áo xanh đây cắp chánh nè quý vô. Cái chánh bữa nay mình đi núi xa ngon lành gì là về là hết bệnh nha. Hết bệnh luôn ơi. Rồi, ở trên phía trên này có một cục đá rất đẹp. Ví dụ như đi vậy đó. Vô minh mà cứ trôi lên theo trăm luân lục đạo, vì mãi luân hồi lên xuống không hề ngừng. Bao năm dài nhờ thầy hun đúc cho ta, nhờ vào thi văn giáo lý soi chánh pháp sáng ngời trong ta. Rồi tham sân si, rồi ngã nhân tan vì còn đâu buộc chặt, nghiệp báo chẳng còn đeo đăng sẽ vượt qua. Về đây bên nhau ôn những chuyện ngày qua, người dù từ nơi phương xa. Nam mô A Di Đà Phật. Rửa tay cho Bốc ơi. Rửa rồi. Rửa rồi. Nữa. Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bóng lại chia ly. Cây khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua sâu. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm cân duyên, cơn nguy nghèo như thải trứng chim, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cột tan hiệp hiệp tan ăn ngay, vứt xong rồi để lại sâu. Cái khổ này giàu lắm trí mưu, cùng chung chịu như người tâm tư. Nam mô A Di Đà Phật. Vỗ tay. Rồi, lớn được. Thầy vẫn ở làng quê nhà, tay nắm tay cùng nhau đón ngày thầy khai đau cả, chung sức kề vai nhau trong mối đạo thầy vẫn luôn. Cầu xin ân trên cho chúng sanh bình an, bên tất cùng bao thiên tai, bao chinh chiến sẽ không còn. Mong đức Phật từ bi
cứu độ trần gian đau khổ, đem pháp Phật vô biên ban rãi tràn đầy thế gian. Đây là điện Nam Ông, có 5 cục đá quý vị ơi. 1, 2, 3, 4, ông Nam Ông đó ông gì huynh? 2, 4, 4 à, người ta ông. Gọi là Nam Ông chứ mình không biết nữa. Yeah. Ông à. Chứ cục này nữa nè, chắc cao 5 quá. 2, Nam Ông mà. Bác dạ thưa em, chú quý vị đồng đạo, ở đây là điện Nam Ông quý vị. À, quý vị mời quý vị vào vô trước nào quý vị. À, mẫu vị à, đây là điện Nam Ông, mẫu vị đồng sáu ba sáu à, có chỗ thì quỳ không có thì đến, đồng cách hương đưa lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật, Nam mô thập phương Pháp, Nam mô thập phương Tăng, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng, đoàn xã Phú Thọ chúng con lên Thiên Cẩm Sơn phía non, đến đây là điện Nam Ông, nhờ các ngài ở nơi này gia hộ cho đoàn chúng con đi đến nơi về đến chốn, về nhà được phát Bồ Đề Tâm, tinh tấn tu hành cho đến ngày Long Hoa khai mở chúng con đồng có mặt, và cầu nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho bá tánh giảng gian tiêu tai tịnh sự giải thoát mê linh. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu gì đồng sát, mẫu gì thu hương. Tư Phật Di Lặc quý vị ơi. Bây giờ có Mạnh Thường Quân cho bánh đinh ăn nè. Chia làm hai người phân nửa được rồi. Chia nhau ăn đi, ăn để mà sống. Để có sức khỏe đi tiếp. Không lẽ tới đây không lẽ không cứu Phật Di Lặc. Bỏ chiều sống qua cũng sao. Đúng tập thể còn cầu nguyện. Lên cái này là giấy chung, còn tối là mình giấy ghi. Hồi nãy ta tặng cho một bánh đó. Ồ, cười tư lên. Quay gần nè. Cái chánh tôi bị nắng rồi. Rồi, lên đường. Thank you.
trong suốt quá trình một ngày đầu giếng núi, lúc này là 4 giờ chiều mùng 6. Tất cả đều đã thấm mệt, nhưng mọi người vẫn tươi cười niềm nở. Bạn không cần đang chiên xào nữa. Kéo con Trang xuống. Tao lên phim là lên phim cái người ta chú nại à. Dĩa nắm được ba ngày đó nè. Ừ, đó rồi, tại là cái chị ba khối lửa đó. Ra, ngăn ra, phải. Múc ăn lẹ ra cho bà bảy. Nhà bếp do lúc này đã chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi, thì chuẩn bị cho bà con ăn. Thôi. Bây giờ bưng dạng rồi. Lớn thì các cô các chị hậu cần đã nấu cơm chờ sẵn cho bà con cùng dùng. Tất cả đã dùng cơm thật ngon lành. Cười chứ ông cũng là trưởng đoàn hướng dẫn. Anh Tấn là trưởng đoàn hướng dẫn. Đây này, chiều nay nấu nồi cơm rất là ngon. Nồi canh chua đặc sắc luôn. Anh em này ăn rồi hết rồi. Có bán bình thường. Vô ăn người cái bắt đầu cái tiện lợi thôi. Năm năm còn dư dương. Bởi vậy ngặt cái đồ mình vừa ăn nè. Chứ vừa ăn. Sợ thiếu. Tụi tao đâu thấy bà bảy. Hả? Tụi thấy không? Anh có toàn không? À, dưới quê đó là ăn chỉ có một chén, hai chén rưỡi, hai chén thôi. Nãy giờ đây là hai dĩa. Hai niềm lợi đó. Chua ngon thì chắc luôn. Đó không vậy đi, chua là ăn ông nói. Dạ. Ban hậu cần cũng đã thức dậy nấu rất sớm và tranh thủ dùng cơm để tiếp tục cuộc hành trình viếng núi ngày thứ hai mùng 7. Xin cảm ơn các vị thợ nấu tài giỏi đã giúp cho chúng tôi no bụng, luôn khỏe tiến bước lên đường. Thank you.
thanh tịnh hướng về nơi phước đồ phước Phật Thích Ca Mâu Ni, và để chúng ta thành tâm bậu vị hướng về nơi phước đồ phước Phật Thích Ca Mâu Ni đồng sát ba sát, bậu vị chắc hương lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi đã mất chứng minh. Hôm nay là ngày 7 tháng Giêng, đoàn xã Phú Thọ chúng con lên Thiên Cẩm Sơn viếng non. Đến đây là chùa Phật lớn, đứng trước bức tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhờ các ngài ở nơi này gia hộ cho đoàn chúng con đi đến nơi về đến chốn, về nhà được phát Bồ Đề Tâm, tinh tấn tu hành cho đến ngày lâm qua khai mở. Chúng con còn mình có mặt và cầu nguyện ơn trên Đức Phật Thích Thầy gia hộ cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi vị đồng lại bốn lại tích xá kính lễ cảnh Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ cảnh Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ cảnh Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ cảnh Nam mô A Di Đà Phật. Thưa xong mọi vị đồng xá chính giữa nhà bên kính thưa quý vị mình. Ủa sao giấc này đông người ta dữ vậy ta? Giấc này mới cơm. Giấc này sao mà đâu có trăm người dữ hả? Cơm nè, ba đi lại chạy á. Ôi, chào quý đồng. Chào chú ở lại quay phim nha. Quý vị đi, tôi ở lại à. Có ai cho ở lại không? Ở đi, không ai cho đâu. Rồi. Lại đi nghe. Ở lại, con không biết có ai khóc không nữa. Đó, gặp nữa. Phú Thọ không à? Phú Thọ hả? Năm nay là đi khỏe hơn 2 năm trước nhiều đó nha. Vậy đó hả? Trời mát mẻ. Rồi, có ông cầm thùng. Cầm thùng mà lát nữa hỏi nước không có ăn là phạt ông á. Có nước. Đây rồi, đây là những mạnh thường quân lớn đây. Chào. Chào luôn. Chúc giấc sáng đi mạnh khỏe nha. Mạnh giò mạnh chân nha. Bữa nay đi là khỏe chứ. Ủa vậy là không có đi mình đi bộ luôn á bảy? Ừ, đi đầu tính tới đó. Đi đầu tính tới đó. Lên đây chia thằng độ. Dạ, rồi tới luôn. Sáng thấy ai cũng tươi rối cho ta. Chưa cái quần hoại phải không? Chưa cái quần hoại. Dạ, thợ nấu đây nè. À, đây là thợ chánh, rồi đứng lại cho phỏng vấn chút xíu coi. Phỏng vấn rồi phải nấu. Thợ nấu đó. À, rồi. Thợ nấu ở đâu lần thợ nấu? Quê ở đâu lần? Quê ở đâu? Tên gì? Tên gì? Tên gì? Tên gì? Tên gì? Tên gì? Tên Phụng. Phụng hả? Rồi. Rồi tới luôn. Sáng này ai cũng cười tươi rói nha. Lát nữa thở cái bắt đầu nhăn. Rồi chào. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng đẹp đẽ. Bên đây cũng chết chánh rồi nè. Ủa ông này bữa nay tướng lạ ta. Hay buồn mà
mai ta về đâu, cát bụi vô thường. Khi bần hàn không ai xót, xin lễ nghi khi sáng giàu. Ôi cuộc đời bao đắng cay, vòng xoay thời gian cuốn ta không ngừng. An vui giờ đây chỉ còn muộn phiền. Đêm về nhìn mưa hiu hắt, ta kẽ tha phương nơi này. Xin đời đừng mãi thương đau, tìm về chốn từng là ta, để được thấy lòng bình yên. Vui từng tiếng kinh cầu, tâm hồn như đóa hoa sen. Lặng nhìn xuống dòng thời gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác và chị em chư vị đồng đạo, chúng mình đến đây là mình đến trước tượng của Đức Phật Di Lặc. Thì mọi người tâm thanh tịnh hướng về nơi bức tượng đồng xá ba xá, quỳ xuống, quỳ xuống đi. Ở đây có chỗ quỳ à. Đồng chắc luôn đưa lên trán tâm tội. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi đã muốn chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng, đoàn xảo Phú Thọ chúng con lên Thiên Cẩm Sơn Giếng Non. Đến đây là bức tượng của Đức Phật Di Lặc. Nhờ ơn các ngài ở nơi này gia hộ cho đoàn chúng con đi đến nơi về đến chốn, về nhà được pháp Bồ Đề Tâm, tinh tấn tu hành cho đến ngày long qua khai mở chúng con đồng có mặt. Và cầu nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho bá tánh giảng dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê linh. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người đứng lên, tất cả chúng ta đồng sáng. Sáng ngọn đèn tâm không gì mãi bên đời, ai rồi cũng sẽ quay về. Nhìn thấy đời kia ngỡ như con thuyền lên đến dòng.
bạc liêu chưa bao nhiêu đâu, bỗng ruột tầm quằn quằn rứt phần thương dân phổi héo gan xào. Ngồi đi đứng nằm lắm lắm mai cũng nhận được trần hoàng là phố hai dốc tầm đường phong giải cho thân tâm chiều nhân sanh thoát khỏi bể lầm bờ giác ngàn kiên tâm lần bước tới để vô thịnh hoàn cảnh chẳng gặp hồi lai thay ẩn nhẫn hoài chờ đợi dòng hành thông bẻ ngã trên núi trí óc được 16 lòng rồi bờ giác ngàn kiên tâm là lần bước tới. Hiện giờ đang bước từ từ qua cầu suối Tiên. Qua suối Sa Hà. Ôi hả à. Tập 2 cảnh 2 dạ cái gì mà nó bò về đây đây là suối Tiên nhưng mà suối năm nay ít nước, chắc mùa này là tháng giêng nước ít quý vị ơi, phải nước nhiều là cho quý vị thưởng thức nước mát nước cấm. Đi từ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên luôn, lên luôn bà con ơi, cái đòn mình mạnh lắm. Mình đang từ từ vượt qua xuống tiên, tới xuống Phật. Ta đi dễ thiệt là đi núi nè. Núi nè. Còn sớm là hỏi gài mà đi học quay núi đâu. Có đi lịch đó. Rồi cái vụ gì? Rớt, rớt, rớt cha chai nước. Bắt đầu khỏe luôn nghe chú ơi. Rồi khỏe. Ôi em khỏe nhưng mà thở. Chúng anh đi từ từ thôi. Từ con. Rồi chào. Để cây này cho con đẳng. Ta chừa lại cho mình níu lên luôn. Cái ông mở ở Hà Tiên mà như đó sau lưng mình kìa. Cái ông này hai ông này giá, còn cái bà vợ của cái ông đó đó, bà vợ ông đó là mất tiêu đó. Bà vợ ông nào đâu? Đó đó, ông đi chắc cái con đó. Ủa, mất tiêu rồi hả? Mất tiêu rồi. Ủa sao ngộ hả? Biết sao đi với hai ta kia. Vậy đó hả? Ừ, đó là chợ, đánh tiếng sớm vậy đó. Giống cuộc không có phải không? Không có rồi, điện cho chú Năm nó đi trước nè. Chắc đi trước quá. Thì đó đó. Điện 13 tầng quý ơi, à, đoàn đang tới điện 13 tầng. Lúc này là 8 giờ, đoàn đã đi ngang qua suối Tiên và đến đây là điện 13 tầng. Lên nè, lên đây là kêu ảnh ăn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác, mình đoàn mình bữa nay là đi đến điện 13 đức nơi chánh điện, thì mọi người tâm thanh tịnh hướng về nơi chánh điện, thì đồng xá ba xá chắp hương đưa lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Quan Thượng Đẳng Đại Thành, chư Quan Cụ Thành, chư Vị Sơ Thành,
chư vị năm non bảy núi đã mới chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng, đoàn xã Phú Thọ chúng con lên Thiên Cẩm Sơn, đến đây là điện 13. Nhờ ơn các ngài ở nơi này gia hộ cho đoàn chúng con đi đến nơi về đến chốn, về nhà được phát bồ đề tâm, tinh tấn tu hành. Cho đến ngày lâu qua khai mở, chúng con đồng có mặt và cầu nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho bá tánh giảng văn tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu vị đồng xá thu hương lên trên cấm quý vị ơi. Bây giờ quý vị tập trung thân trang nghiêm tâm thanh tịnh, cầm hương xá ba xá, quỳ xuống chắp tay đưa lên trán nguyện. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ơn chứng minh hôm nay là ngày mùng 7 Tết, đoàn của chúng con có đến đây đà điện vào đầu. Nhờ ơn các đấng thiêng liêng đi đây cho chúng con đi đến nơi về đến chốn được vạn sự bình an. Khi về nhà phát tâm bồ đề vững chắc, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Cầu ơn trên chư Phật mười phương gia hộ cho bá tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và cô bác, anh chị em, chú ý đồng đạo, mình đến đây là đến trước kêu bằng cái này là vô đầu quý vị. Mà bây giờ thì mình đây mình đến trang nghiêm và trước tượng Phật, Phật A Di Đà, thì mời quý vị tâm thanh tịnh hướng về chân dung của tượng Phật A Di Đà đồng xá ba xá, chấp hương đưa lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Lãnh Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay là ngày 7 tháng Giêng, đoàn sống thọ chúng con lên Thiên Cẩm Sơn, đến đây là dầu đầu đứng trước tượng Đức Phật Di Đà, nhờ ơn các ngài ở nơi này gia hộ cho đoàn chúng con đi đến nơi về đến chốn, về nhà được phát bồ đề tâm, tinh tấn tu hành cho đến ngày long qua khai mở chúng con đồng có mặt, và cầu nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no. Nam mô A Di Đà Phật, mọi vị đồng sát. Nam mô A Di Đà Phật, cúi kính dâng hương trước cửa quyền cầu cho thất tổ chứng lòng thiện. Nay con kính ngộ quy y Phật, trí giúp tu hiện tạo phước duyên. Xá một xá chúng ta vô đường tiếp, cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng về công nhọc nhằn, rè con sanh dưỡng đạo hạnh, tu cầu tông tổ siêu thanh Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ tất cả bề trên độ con yên ổn vững bền cõi tu. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu vị lại đúng lại như sáng đến sáng, kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật, kính lễ. Trước mình để mình nói nghe, mình nói cái tiểu sử gì rồi bây giờ người ta hoài đầu lại, người ta ăn năn nghe. Bởi thầy nói là ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùng. Như vậy là lúc trước á cũng có hút thuốc nhậu nhẹt này kia cũng quậy bội, nhưng bây giờ đậu hoài hối ăn năn là 2 năm nay vô chùa Phú Hưng làm từ thiện giúp đời này kia, đồ ai kia làm gì làm đấy nó. Bây giờ cải hối lại chứ anh Liêm này, mà bây giờ ảnh cũng hoài đầu về được Phật pháp. Như vậy là nếu mà sao anh em cũng đi chung đoạn nhau, mình cũng giúp đỡ nhau để cho biết với nhau, để mà mất mình gieo duyên. Tại vì mấy năm trước thì mấy ảnh không có đi chung, bây giờ cũng đi chung rồi. Nó nhờ quý vị cũng dìu dắt lẫn nhau dọc đường đạo đức. Thầy mình có nói rồi, mình hãy giúp đỡ lẫn nhau trong khi hoạn nạn, thì đây là hai đệ cũng nhiệt tình. Sau này có đi đó thì cũng nhiệt tình với đầu của chúng tôi. Xin thành thật biết ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Cái lời tụng ngọc của Đức Thầy qua bài Tình Yêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lặng cả non sông. Tình yêu cha chưa chân hoàng du, không thể yêu riêng khắp má hồng. Nếu khắp má hồng muốn được yêu, thì trong tâm chi hải xoay chiều,
hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khỏi yêu. Ta đã đa mang một khối tình, dường như thể hài với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lặng chung sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa hôm nay cho để nói ít lời thôi. Dạ, em cháu cũng xin đọc lại đoạn giảng của Đức Thầy là khuyến thầy Nguyễn Năm. Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nhiên bút lưng bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Xa nơi chanh đấu lời danh, giữ lòng thanh tình tánh lành trao chia. Gắn công chỉ niệm sớm khuya, thân tí còn tục tâm lìa cõi mê. Chỉ toàn gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt dẫn về Tây Phương. Dạy khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tự vĩnh đàn tử ăn. Ở chăng xương chọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho môi nhà đạo quần khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thuyền Bát Nhã sang sông, miệng ngoài gọi khách lòng trong ngại ngùng. Đã từng giữa kẻ non sùng, cớ sao tâm trí còn tùng ngoại duyên. Muốn lên tiên được cảnh tiên, nước thang vinh hạnh thầy riêng cho mình. Một mai đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật quả mình biết bao. Trồng cây mà chẳng rấp rào, để cho gió lại tạt vào gốc lai. Lòng người chẳng ớt mà cay, bị câu tài sắc đổi thay khôn lường. Một mai đến số vô thường, cộng kia với tội có lường kịp chăng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, tôi xin nói tiếp chương trình, tôi xin đọc lại một đoạn trong quyển văn. Nam mô A Di Đà Phật.
dân thù Hồ Bắc tờ biên chèo thuyền bát nhã cứu thuyền trần gian do đưa nước sống buồm loan rước người tu niệm sẽ sang vì tình ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương bàn môn tài vết nào tường cứu trời dầm đất cùng thời giả dân Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.